Cô là Hoàng Thị Phương, giáo viên tiếng Anh của trường Trung học cơ sở Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Cô rất vui mừng được đồng hành cùng các em trong chương trình dạy học trên truyền hình môn tiếng Anh lớp 9 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tổ chức. Hôm nay cô trò mình sẽ tiếp tục bài học số 7, Saving Energy, Lesson 3, Language Focus. Các em hãy chuẩn bị vở ghi, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 trang 62, 63 và máy ảnh hoặc điện thoại để chúng ta có thể chụp lại màn hình bài tập nhé. Bài học của chúng ta hôm nay gồm có hai phần. Phần thứ nhất, connectives, từ nối. Phần thứ hai, phrase verbs, cụm động từ. Vậy, từ nối là gì? Cụm động từ là gì? Cô cho mình bắt đầu bài học nhé. Firstly, connective. Phần thứ nhất, từ nối. Từ nối dùng để nối các từ, cụm từ hay mệnh đề với nhau để tạo cho câu dài hơn. Cô nhắc lại, từ nối là những từ dùng để nối từ, cụm từ hay mệnh đề với nhau để tạo ra câu dài hơn. Và chúng ta có những từ nối nào các em nhỉ? Cô và các em cùng tìm hiểu nhé. Well, look at the first sentence. You should wash your hands and wear a face mask. Bạn nên rửa tay và đeo khẩu trang. Vậy để nối giữa hai cụm từ chỉ hành động rửa tay và đeo khẩu trang, cô đã sử dụng từ nối and. Vậy chúng ta có từ nối thứ nhất and chỉ ý thêm vào. Look at the second sentence. Do you like math or English? Bạn thích môn toán hay môn tiếng Anh? để chỉ sự lựa chọn giữa hai môn học xem là bạn ý thích môn nào thì cô đã sử dụng từ nối or từ nối or để lựa chọn giữa môn toán hoặc môn tiếng anh vậy chúng ta có từ nối thứ hai or hay là hoặc là chỉ lựa chọn now look at the sentence 3 I stay at home because COVID-19 is spreading fast Tôi ở nhà bởi vì dịch Covid-19 đang lan rất là nhanh. Để chỉ nguyên nhân cho cái việc mà tôi phải ở nhà, cô đã sử dụng từ nối because. Và chúng ta có từ nối because để chỉ nguyên nhân cho sự việc được nhắc tới ở phía trước. Có nghĩa là bởi vì. Look at other sentences. Mary worked hard, so she bought the exams. Trong câu này cô đã sử dụng từ nối sâu so, để chỉ kết quả cho sự việc được nhắc tới ở phía trước là bạn Mary học rất là chăm cho nên bạn ấy với đỗ kỳ thi. Và các em chú ý từ nối sâu so, đứng sau dấu phẩy để ngăn cách với lệnh mệnh đề chính. Sâu so có nghĩa là vì vậy. Look at this sentence. His mother was ill. Therefore, he couldn't go to school. Mẹ của bạn ấy bị ốm. Bởi vậy, bạn ấy không đến trường. Trong câu này cô sử dụng từ nối therefore. Therefore chỉ kết quả cho sự việc được nhắc tới ở phía trước. Và các em chú ý, từ nối therefore đứng sau dấu chấm hoặc dấu chấm phẩy để ngăn cách với mệnh đề chính và sau therefore có dấu phẩy. Vậy chúng ta có từ nối therefore. Vì vậy, bởi vậy. I have another sentence. They played well but they lost the match. Họ chơi rất là tốt nhưng họ đã để thua trận đấu. Các em chú ý, ở trong câu này cô sử dụng từ nối bất để chỉ hai mệnh đề trái ngược nhau. They played well, họ chơi rất là hay, nhưng mà họ lại để thua trận đấu. Vậy chúng ta có từ nối bất chỉ sự trái ngược, tương phản. Look at this sentence. That woman is rich. However, she is not happy. Người phụ nữ đó rất là giàu. Tuy nhiên, bà ấy không hạnh phúc. Vậy ở đây chúng ta có từ nối however. Chỉ sự tương phản. Người phụ nữ đó giàu nhưng bà ấy không hạnh phúc. Và các em thấy từ however cũng giống với lại từ nối therefore. Đứng sau dấu chấm hoặc dấu chấm phẩy để ngăn cách với mệnh đề chính và sau however có dấu phẩy để chúng ta có từ nối however để trị sự tương phản có nghĩa là tuy nhiên vậy là cô trò mình vừa học xong các từ nối chúng ta hãy ghi nhớ nghĩa và cách sử dụng của những từ nối này nhé cô để kiểm tra các em cô có một bài tập sau match each connective in column A with its meaning and use in column B các em hãy ghép mỗi từ nối ở cột A với nghĩa và cách sử dụng tương ứng ở cột B. Bài tập này cô sẽ cho các em 30 giây để suy nghĩ. Cô trò mình sẽ chữa bài tập này nhé, xem là các bạn đã nhớ được và thuộc được các từ nối, nghĩa và cách sử dụng của chúng chưa. one and with e và chỉ sự thêm vào to but with a nhưng chỉ sự tương phản three or with f hoặc là hay là chỉ sự lựa chọn for so therefore with b vì thế do đó chỉ kết quả five because with d vì, bởi vì, chỉ lý do. Sick, however, we see, tuy nhiên, chỉ sự tương phản. Vậy cô trò mình vừa ôn lại các từ nối trong bài ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta hãy áp dụng tất cả các từ nối này để làm bài tập số 1, trang 62, sách giáo khoa của các em nhé. Task 1, page 62, complete the sentence, use the correct connective em hãy hoàn thành câu sử dụng từ nối chính xác. Bài tập này chúng ta có 8 câu và mỗi một câu đều có hai từ nối gợi ý. Các em hãy đọc câu và lựa chọn một từ nối chính xác để hoàn thành. Cô cho mình cùng làm bài tập này nhé. Câu A Mrs. Quinn bought corn, potatoes, plants, cabbages at the market. Và hai phương án lựa chọn là N, O. Ở câu này, bà Quyên mua ngô, khoai tây, bắp cải ở chợ. Và trước từ bắp cải, à, chúng ta có một chỗ trống. Vậy chỗ trống này chỉ sự thêm vào, chúng ta sẽ sử dụng từ nối N. Sentence B, I love to play volleyball. Plank, I have to complete an assignment. Và hai phương án là and, but. Chúng ta cùng xem câu này nhé. À, tôi rất thích chơi bóng truyền. Tôi phải hoàn thành các công việc được giao. Vậy hai vế này tránh ngược nhau. Chúng ta sẽ sử dụng từ nối but. Sentence C. Nam got great. Blank, he forgot his umbrella. Và hai phương án so, because. À, chúng ta thấy là bạn nam bị ướt. Bạn ấy quên ô. Vậy là việc bạn ấy quên ô là nguyên nhân dẫn đến bạn ấy bị ướt. Vậy trong câu này chúng ta sẽ sử dụng từ nối because. Sentence D. Ralph her match test. Blank, she has to do the test again. Và hai phương án lựa chọn của chúng ta là however, therefore. Chúng ta thấy trong câu này bạn Hoa bị trượt môn toán. Bạn ấy phải thi lại. Vậy việc thi lại chính là kết quả của việc bạn ấy trượt môn toán. Vậy chúng ta sẽ sử dụng từ nối therefore. Vậy đáp án của câu D là therefore. Sentence E. Do you want Vietnamese tea? Milk tea? và hai phương án lựa chọn là N, or các em thấy câu này người ta hỏi xem là các em muốn uống trà việt hay là trà sữa và đây chính là sự lựa chọn và sự lựa chọn chúng ta sẽ sử dụng từ nối or f it's raining blank i can't go to the beach so however trời đang mưa tôi không thể đi ra biển vậy là cái việc không thể đi ra biển là do trời đang mưa và chúng ta thấy có một dấu hiệu đó là dấu phẩy ngăn cách giữa mệnh đề chính vậy chúng ta sẽ sử dụng từ nối so vậy so chính là đáp án của câu f g past hobbies are playing football playing collecting stamps và hai phương án n r À, chúng ta thấy sở thích của bạn ba là chơi bóng đá và siêu tập tem vậy đây có hai hành động và chỉ ý thêm vào chúng ta sẽ sử dụng từ nối and. h na is very tired blank she had to finish her homework before she goes to bed bạn na rất là mệt bạn ấy phải hoàn thành bài tập về nhà trước khi đi ngủ vậy là hai vế này chỉ sự trái ngược nhau nên chúng ta sẽ sử dụng từ nối however, tuy nhiên. Vậy là cô trò mình đã hoàn thành xong bài tập số 1 với các từ nối. Cô hy vọng trong bài tập này các em sẽ nhớ nghĩa và cách sử dụng của tất cả các từ nối chúng ta vừa học xong. Bây giờ cô trò mình tiếp tục phần thứ hai, phrasal verbs, cụm động từ. Cụm động từ là gì các em? Cụm động từ là sự kết hợp của một động từ với một hoặc hai tiểu từ. Một tiểu từ có thể là một giới từ hoặc một trạng từ. Một cụm động từ sẽ có nghĩa khác với lại động từ gốc. For example. Turn off the lights before leaving the classroom. Look at turn is verb and off is particle và chúng ta nhìn thấy trong câu này có động từ turn có nghĩa là xoay quay lật dở dở trang sách và tiểu từ off và khi cô kết hợp động từ turn với tiểu từ off chúng ta sẽ được một cụm động từ turn off và turn off có nghĩa là tắt đóng vậy câu này của chúng ta sẽ là tắt tất cả các bóng đèn trước khi rời khỏi phòng học đó là nhiệm vụ của tất cả các em học sinh khi đến trường sau khi rời uh, phòng học thì chúng ta tắt tất cả các thiết bị điện để tiết kiệm điện các em nhé và bây giờ uh, cô trò mình sẽ ôn lại tất cả các cụm động từ các em đã được học ở các bài học trước cô có bài tập sau cho các em bài tập của chúng ta như sau match a phrase verb in column a with its meaning in column b ở bài tập này các em hãy ghép một cụm động từ ở cột A với nghĩa tương ứng ở cột B. Và các em chú ý ở cột B, cô có các bức tranh để gợi ý. Các em hãy quan sát thật kỹ và ghép nhé. Cô cho các em 30 giây suy nghĩ để làm bài tập này. Bây giờ cô cho mình bắt đầu chữ bài tập này nhé. First, turn on, with C mở, bật. And two, turn off. With E tắt, đóng. And three, look for. With B tìm kiếm. Four, look after. With D chăm sóc, trông nom. Number five, go on with a tiếp tục. Cô nhắc lại các cụm động từ để các em ghi lại nhé. turn on, turn off, look for, look after, go on. Chúng ta hãy ghi nhớ các cụm động từ này. Và bây giờ cô trò mình sẽ tiếp tục làm bài tập số 2 trang 63 sách giáo khoa nhé. Task 2. Page 63. Complete the sentence using the right tense or form of the phrasal verbs. Bài tập này, các em phải hoàn thành câu sử dụng thì hoặc dạng đúng của các cụm động từ đã cho. Đó là những cụm động từ sau. Turn on, turn off, look for, look after, go on. Trong bài tập này, cô cũng có các bức tranh gợi ý cho các em. Các em hãy quan sát các bức tranh sau đó thì chọn cụm động từ. Sau khi chọn được cụm động từ thích hợp, các em hãy nhìn vào câu và chia ở thì hoặc dạng đúng của cụm động từ đó nhé. Cô trò mình cùng chữa bài tập này nhé. Sentence A: Hạnh can't go to the movies with us tonight. She will have to blank her little sister. Đọc xong câu này, sau đó thì các em nhìn vào bức tranh gợi ý. Chúng ta tìm ngay ra cụm động từ của câu này, đó chính là lúc hát trở, trông nom chăm sóc. Bạn Hạnh phải trông em đúng không? Và khi chọn được cụm động từ lúc hát trở rồi, cô trò mình cùng nhìn vào câu nhé, xem là sẽ chia ở thì hoặc dạng nào. À, Hạnh không thể đi xem phim cùng với chúng ta. Bạn ấy sẽ phải trông uh, em. Và chúng ta thấy sau hát trở là động từ nguyên thể không tu, vậy chúng ta sẽ chia lúc after. trở ở nguyên thể không tu. Chúng ta có câu hoàn chỉnh như sau. Hạnh can't go to the movies with us tonight. She will have to look after her little sister. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong câu thứ nhất. Cô trò mình tiếp tục câu thứ hai nhé. B. If we blank wasting water, there will be a shortage of fresh water in a few decades. Chúng ta nhìn bức tranh gợi ý của câu này. À, chúng ta thấy nước chảy ra rất nhiều đúng không nào? và chúng ta nghĩ ngay đến cụm từ go on và khi chọn được cụm động từ go on, các em nhìn lại câu, đây là câu điều kiện và mệnh đề chính đã cho ở thì tương lai đơn vậy đó chính là câu điều kiện loại một câu điều kiện loại một mệnh đề phụ sẽ sử dụng thì hiện tại đơn và chủ ngữ trong mệnh đề phụ là quy chúng ta sẽ giữ nguyên động từ đáp án của câu B chúng ta là go on và câu hoàn chỉnh là if we go on wasting water there will be a shortage of fresh water in a few decades. Cô cho mình tiếp tục sang câu số 3 nhé. C I think I've lost my pen. I've blank it everywhere but I can't find it. Các em nhìn bức tranh. Uh, thầy có một bạn là đang tìm kiếm cái gì đó và câu chúng ta vừa đọc xong là bạn đang tìm cái bút vậy chúng ta sử dụng cụm động từ look for chúng ta quay trở lại nhìn lại câu uh, I think I've lost my pen I've vậy ở đây là chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành chính vì vậy mà động từ look chúng ta sẽ phải chia ở quá khứ phân từ là looked Vậy câu hoàn chỉnh của chúng ta là I think I've lost my pen. I've looked for it everywhere, but I can't find it. Vậy là cô trò mình vừa hoàn thành xong câu C. Chúng ta lại tiếp tục câu D nhé. D. Blanked the TV for me when you. I want to watch the COVID-19 news. Ờ à, các em thấy đây là một câu đề nghị đúng không? và nhìn vào bức tranh gợi ý thì là bà đang muốn uh, bạn đó bật TV cho bà để bà theo dõi về tình hình thông tin của đại dịch bệnh COVID 19 đang lan truyền ở trên thế giới cũng như là ở Việt Nam đúng nào các em vậy là chúng ta sẽ sử dụng cụm động từ turn non và đây là câu đề nghị turn non chúng ta sẽ giữ nguyên thể không tu câu của chúng ta như sau turn on the TV for me, when you? I want to watch the COVID-19 news. Vậy là cô trò mình đã làm xong câu D. Chúng ta tiếp tục sang câu E. E. Mrs. Yến forgot to blank the forces when she left for work. Chúng ta nhìn bức tranh gợi ý. Và chúng ta thấy nước đang chảy linh láng ra nhà. Đúng nào? Và bà Yến đã quên bắt vòi nước khi bà ấy đi làm. Đây, chúng ta sử dụng cụm động từ turn off. Ở đây, kem chú ý, chúng ta có cấu trúc forget to do something. Vì vậy, động từ turn off chúng ta sẽ chia ở nguyên thể. Vậy câu của chúng ta như sau. Mrs. Yến forgot to turn off the faucet when she left for work. Vậy là cô trò chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 2 trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 của các em. Chúng ta cùng nhìn lại đáp án của cả bài nhé. Và các em có thể sử dụng máy ảnh hoặc điện thoại để chụp lại sau đó so sánh với lại bài của các em. Và bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 3 các em nhé. Task 3. Fill in the blank with one suitable preposition or adverb. Bài tập này các em hãy điền vào chỗ trống một giới từ hoặc một trạng từ thích hợp. Và bài tập này cô có 5 câu. Các em hãy đọc kỹ các câu và lựa chọn các giới từ hoặc trạng từ thích hợp để hoàn thành câu nhé. cô trò mình cùng làm câu đầu tiên. Các em thấy có một dấu hiệu đó là too loud. Quá to, vậy quá to thì chúng ta phải giảm xuống. Vậy chúng ta có cụm động từ turn down là giảm. Vậy ngoài cụm động từ turn off. Turn on, chúng ta có thêm các cụm động từ turn up tăng lên, turn down giảm xuống. Các em hãy ghi lại các cụm động từ này vào vở nhé. Chúng ta chuyển sang câu thứ hai. Number two, just go blank with what you were doing. Câu này rất dễ đúng không các em? Chúng ta có thể tìm ngay ra được đáp án của câu số 2. Đó chính là on. Vậy chúng ta có câu hoàn chỉnh. Just go on with what you were doing. Câu này có nghĩa là hãy cứ tiếp tục làm những gì em đang làm. Chúng ta chuyển tiếp sang câu số 3. Number three, don't worry about the baby I look blank her while you are out. Vậy nhìn vào câu này, chúng ta có thể nghĩ ngay đến cụm động từ look for, look after. Đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ lựa chọn cụm động từ nào? Đúng, các em, uh, look after là chăm sóc, look for tìm kiếm. Và câu ba, vế đầu, đề bài cho là đừng lo lắng về đứa trẻ và tôi sẽ chăm sóc nó khi mà bạn vắng nhà. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là after. Don't worry about the baby. I'll look after her while you're out. Đừng lo lắng về đứa trẻ, tôi sẽ trông nó khi bạn vắng nhà. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong câu số 3. Cô cho mình tiếp tục câu số 4. Number 4. I'm looking forward to meeting her very much. Và các em nhìn trong câu này Chúng ta có to meeting. Trước to meeting, chúng ta có look và chủ chống. Vậy chúng ta nghĩ ngay đến là tôi rất là mong được gặp cô ấy. Vậy mong mỏi, chúng ta có look forward. Vậy câu đầy đủ của chúng ta là I'm looking forward to meeting her very much. Tôi rất mong được gặp cô ấy. Vậy em thấy chúng ta lại có thêm được cụm động từ look forward to vậy cô sẽ cung cấp thêm cho các em một số cụm động từ được kết hợp từ động từ look, look AT, nhìn, ngắm, look into, nhìn kỹ, nghiên cứu, look out, cảnh giác, coi chừng, look up, tra cứu, look forward to, mong mỏi. các em ghi các cụm động từ này vào vở để học nhé. Chúng ta tiếp tục sang câu số 5. Look, blank, the car is coming. Các em nhìn vào câu này chúng ta thấy là chúng ta có một dấu hiệu của mệnh lệnh thức. Và sau đó là the car is coming, xe ô tô đang đến. Vậy đây sẽ là một lời cảnh giác và chúng ta nhớ lại các cụm động từ mà cô vừa bổ sung cho các em thì chúng ta sẽ lựa chọn look out. Và các em chú ý, cụm động từ look out thường chỉ dùng ở trong câu mệnh lệnh như thế này. Chúng ta có câu đầy đủ, look out, the car is coming, hãy coi chừng xe ô tô đang đến. Vậy là cô trò mình vừa hoàn thành xong bài tập số 3 sử dụng các cụm động từ Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 3. Cô và các em cùng xem lại đáp án của cả bài tập số 3 nhé. Cô hy vọng là các em sẽ làm đúng hết bài tập này. Và bây giờ cô trò mình sẽ sử dụng các từ nối, các cụm động từ vừa học xong để tiếp tục làm bài tập số 4 nhé. four choose the best option to complete the sentences. Bài tập 4, chọn phương án đúng để hoàn thành câu. Bài tập 4 chúng ta có 6 câu và mỗi câu có 4 phương án để lựa chọn. Các em sẽ đọc thật kỹ câu và lựa chọn phương án đúng nhất để hoàn thành câu. Cô lấy ví dụ câu số 1. Mary's eyes are weak. Blank. She had to wear glasses. Chúng ta có 4 phương án. A. But. B. However, C. So, and D. Therefore. Chúng ta quay nhìn lại câu, chúng ta thấy có dấu hiệu là dấu chấm phẩy ngăn cách giữa hai mệnh đề và dấu phẩy ở sau chỗ trống. Vì vậy chúng ta có thể loại được hai phương án A và phương án C. Chúng ta còn lại hai phương án however and therefore. Vậy là bạn ấy phải đeo kính là kết quả cho sự việc được nhắc tới phía trước là mắt bạn ấy yếu. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ lựa chọn phương án D là đáp án của câu số 1. Và cô trò mình sẽ tiếp tục làm các câu còn lại nhé. Number 2. The police are playing the cause of the fire at the moment. Bốn phương án của chúng ta là A. Looking up B. Looking into C looking for and d looking after Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn một phương án. Chúng ta cùng xem nghĩa của câu này nhé. The police are cảnh sát đang làm gì đó. The cause of the fire at the moment nguyên nhân của vụ cháy. Vậy là cảnh sát đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Chúng ta cùng xem bốn phương án, xem phương án nào là điều tra nhé looking up tra cứu looking into điều tra looking for tìm kiếm looking after chăm sóc vậy B chính là đáp án của chúng ta The police are looking into the cause of the fire at the moment. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Cô trò mình đã hoàn thành xong câu số 2. Chúng ta tiếp tục sang câu số 3 nhé. Number 3. There's nothing good on TV. Why don't you turn it blank? Không có chương trình gì hay ở trên TV cả. Và chúng ta được gợi ý là sẽ tắt TV đi. Vậy tắt chúng ta sẽ dùng cụm động từ turn off. Vậy trong câu số 3, A chính là đáp án của chúng ta. Number four, work hard, blank, you will fail the exam. Và bốn phương án của chúng ta là A, but, B, or, C, so, and D, and. Cùng nhìn vào câu số bốn nhé. Work hard, hãy học chăm chỉ. Và vế còn lại là you will fail the exam. Bạn sẽ trượt kỳ thi. Vậy chúng ta có một sự lựa chọn giữa học chăm hoặc là các em sẽ trượt kỳ thi. Chính vì vậy, chúng ta sẽ lựa chọn phương án B là đáp án của câu số 4. Or Chúng ta có câu đầy đủ. Work hard or you will friends the exam. Cô trò mình cùng tiếp tục sang câu số 5 nhé. Number 5. I enjoy the English classes blank. The teacher is very humorous. Và chúng ta có bốn phương án lựa chọn. A. Though. B. So. C. Because. And D. But. Chúng ta cùng xem nghĩa của câu này nhé. I enjoy the English classes. Tôi thích các tiết học tiếng Anh. The teacher is very humorous. Giáo viên rất là vui vẻ hài hước. Vậy nguyên nhân của việc bạn ấy thích học các tiết học tiếng Anh là do giáo viên rất là hài hước, vui vẻ. Chính vì vậy chúng ta sẽ sử dụng từ nối because, bởi vì. Vậy cô trò mình có câu số 5 như sau. I enjoy the English classes because the teacher is very humorous. Chúng ta chuyển sang câu số 6. Number 6. You shouldn't drink the mirror. I'm um, afraid is blank. Và chúng ta có bốn phương án lựa chọn. A. Gone away. B. Gone off. C. Gone down. And D. Gone out. Bạn không nên uống sữa đó. Tôi e rằng nó như thế nào đó. Phương án thứ nhất: Go away. Đi xa, ra đi. Phương án thứ hai: Go off. Chúng ta có rất nhiều nghĩa với cụm động từ go off. Với các thiết bị phát âm thanh có nghĩa là đổ chuông. Với bom, đạn thì có nghĩa là nổ. Và chúng ta có một nghĩa thứ ba nữa, với thực phẩm à nó bị hư. Phương án B rất là phù hợp. Bạn không nên uống sữa đó Tôi e rằng nó đã bị hư rồi Đúng không? Phương án C Gone down Tức là giảm xuống Phương án D Gone out Là đi ra ngoài Vậy B sẽ là đáp án đúng của chúng ta You shouldn't drink the milk I'm um, afraid it's gone out Bây giờ cô sẽ cung cấp thêm cho các em một số cụm động từ Được cấu tạo từ động từ go Đó chính là Go away, đi xa, ra đi. Go up, tăng. Go down, giảm. Go off, nổ, gieo, bỏ đi, ôi thiêu. Các em viết các cụm động từ này vào vở để học nhé. Vậy là cô trò mình vừa hoàn thành xong bài tập số 4. Chúng ta cùng nhìn lại đáp án của bài tập số 4 nhé. Vậy là cô trò mình đã hoàn thành xong các bài tập trong buổi học ngày hôm nay. Và buổi học ngày hôm nay cô trò mình đã học được hai nội dung. Nội dung thứ nhất, connective, từ nối, dùng để nối các từ, cụm từ mịn đề với nhau để tạo thành câu dài hơn. Và các từ nối của chúng ta hôm nay là and, but, so, because, or, however, therefore. Và nội dung thứ hai cô trò mình đã hoàn thành trong bài học ngày hôm nay đó chính là phrasal verbs, cụm động từ. Cụm động từ là sự kết hợp của một động từ với lại một hoặc hai tiểu từ. Một tiểu từ có thể là một giới từ hoặc một trạng từ và các em hãy ghi nhớ cụm động từ có nghĩa khác với lại động từ gốc và trong bài học này cô trò mình đã có các cụm động từ được cấu tạo từ ba động từ turn look and go và cụ thể chúng ta có các cụm động từ sau turn on bật lên turn off tắt turn down giảm turn up tăng cụm động từ look at nhìn, ngắm, look into, điều tra, nghiên cứu, look after, chăm sóc, look for, tìm kiếm, look up, tra cứu, look forward to, mong mỏi. Và các cụm động từ, go away, đi xa, go on, tiếp tục, go off, đổ chuông, phát nổ, bị ôi thiêu, go down, giảm, go up, Tăng. cô hy vọng là các em sẽ nhớ tất cả các từ nối và cụm động từ chúng ta đã học trong ngày hôm nay nhé các em hãy cố gắng tự học ghi chép và làm thật nhiều bài tập để nhớ kiến thức bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc cô chúc các em thành công chào các em goodbye